Con là thằng mặt dê. Không, con là thằng mặt dê á. Con là thằng mặt dê. Không có, mày là thằng mặt dê á. Mặt dê nè. Không, con là thằng mặt dê gì nữa mà không phải mặt dê gì. Mặt dê. Phải, con là thằng mặt dê mà sao không phải được. Mặt dê. Con là đứa mặt dê. Mặt dê á. Mặt dê không à. Xong, đúng rồi chứ nữa, con là thằng mặt dê á. Mặt dê thì nói mặt dê chứ làm gì phản pháp. Đâu. Mặt dê thì tôi nói mặt dê. Mày không dê tôi nói mày không dê. Làm gì phản pháp. Mặt dê ham ăn nữa. Gì? Nói gì? Thì mặt dê thì tôi nói mặt dê chứ làm gì xấu hổ. Mặt dê thì tôi nói mặt dê có gì đâu xấu hổ. Hả? Gì? Không, mặt dê thì nói mặt dê. Trả lời gì? Tôi nói mặt dê á. Không, mặt dê nói mặt dê chứ làm gì mà ý kiến.